Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Men's Bay. Thì anh em biết á, cái việc gọi là giữa phụ nữ và đàn ông khác nhau rất là nhiều. Nhất là về gọi là cái sự hấp dẫn của những cái bộ phận trên cơ thể. Đàn ông á, khi mà nhìn một người phụ nữ á, thì hai cái bộ phận mà hấp dẫn anh ta nhất đó chính là vòng 1 và vòng 3. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nhưng mà khác với đàn ông tụi mình, phụ nữ á, sẽ nhìn vào cơ thể một người đàn ông và sẽ thấy rất là nhiều bộ phận khác hấp dẫn hơn so với đàn ông nữa. Vậy những bộ phận đó là cái gì, đúng không? Vì vậy ngày hôm nay ở channel Men's Bay, tôi sẽ cùng anh em đi tìm ra những cái bộ phận trên cơ thể một người nam giới mà phụ nữ rất là thích. Mà tuyệt vời hơn nữa nha, tuyệt vời hơn. Tại vì đây là channel Men's Bay, cho nên ngoài việc chỉ ra những bộ phận đó, tôi còn sẽ chỉ ra cho anh em những cái cách để có thể giúp cho anh em nâng tầm cái bộ phận mà phụ nữ đã thích đó lên một cái tầm cao mới, để cô ta không thể nào từ chối anh em được nha. Ok, vậy thì mời mọi người cùng mình đi hết video ngày hôm nay của channel Men's Bay với cái tiêu đề là 5 bộ phận trên người nam giới mà phụ nữ không thể nào từ chối được. Ok, đi nào. Đầu tiên đó chính là cánh tay. Có một cái lý do nào đó mà phụ nữ rất là thích những cánh tay của những người đàn ông, mà cô ấy sẽ thích hơn nếu như cánh tay của anh ta to và có một chút gân. Ok, vậy thì đã biết là phụ nữ thích cánh tay của anh em rồi, thì ngoài cái việc đi tập gym ra để cái phần cánh tay của anh em nó cứng hơn, nó có nhiều gân hơn, thì tôi sẽ chỉ cho anh em một cái cách để boost cái phần cánh tay mình lên. Đó chính là hãy mặc những chiếc áo sơ mi và xoắn cái tay áo lên ngay cái phần cùi chỏ nè. Đó, thì cái keyword ở đây á, tôi muốn anh em nhớ khi xoắn áo đó chính là vừa vặn. Có nghĩa là anh em cần mặc một chiếc áo sơ mi có phần cánh tay vừa vặn, để khi mà anh em xoắn cái tay áo lên á, thì nó sẽ ôm cái phần cùi chỏ của anh em một cách vừa vặn. Và khi mà nó ôm vừa vặn rồi thì biết gì không? Là anh em sẽ có xuất hiện những cái đường gân ở trên cánh tay của anh em, rất là hấp dẫn phụ nữ. Và ngoài ra khi mà anh em đã xoắn tay áo thành công rồi, thì còn một cách nữa để anh em có thể boost cánh tay mình lên, đó chính là hãy sử dụng những cái phụ kiện như là đồng hồ, như là vòng tay, cũng cùng một keyword thôi, đó chính là hãy vừa vặn. Vì khi anh em kết hợp đúng phụ kiện và áo sơ mi xoắn tay áo á, thì cánh tay của anh em sẽ trở thành một cánh tay rắn chắc mà phụ nữ không thể từ chối đâu. Bộ phận thứ hai đó chính là cái bờ vai của người đàn ông á, thì cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng mà là sao có thể tăng được kích thước cái vai của anh em. Ngoài việc tập gym thì ai cũng khuyên em rồi, anh em đâu có tới channel Men's Bay để coi những cái lời khuyên đó đúng không? Nên một cách để anh em có thể mặc đồ và hắt cho cái phần vai của anh em nó trở nên dày hơn á, đó chính là hãy mặc một cái chiếc áo quyền lực cho tôi. Đó chính là những chiếc áo vest hoặc là những chiếc áo blazer. Những cái chiếc áo này á, có cái phần vai được thiết kế là nó thẳng và nó ngang ra. Người nhìn anh em á, cảm thấy là cái vai của anh em bỗng nhiên nó trở nên thẳng hơn. Nhưng mà cái sức mạnh nó đã có đó, nhưng mà không nào mà anh em đi học hay là đi chơi chiếc áo vest được đúng không? Trừ những việc quan trọng thôi. Cho nên chiếc áo thứ hai không có mặc chiếc áo vest đâu, nhưng tác dụng làm cho cái phần vai lớn lên cũng y chang, đó là những chiếc áo bomber. Những chiếc áo bomber được nó được thiết kế là nó phình phình lên, cho nên khi mà em mặc vô á, thì cái phình của cái áo á, nó cũng gây cho người nhìn một cái ảo giác là cái phần của anh em bự hơn. Vì vậy hãy sử dụng sự thần kỳ của hai chiếc áo này để tăng kích thước vai cho anh em nha. Bộ phận thứ ba nghe có vẻ hơi bất ngờ một chút, đó chính là cái phần cơ hàm của anh em á. Thì tương tự những cái nhóm cơ khác trên cơ thể của anh em như là cơ chuột hay là cơ bụng, thì nếu như anh em tập luyện á, anh em hoàn toàn có khả năng có được cái phần cơ hàm vuông vắn, góc cạnh và đầy nam tính luôn. Cái phần góc nghiêng của anh em á sẽ được thần thánh hóa lên nếu như mà anh em tập luyện, sẽ trở nên là một cái góc nghiêng cực kỳ nam tính và sắc nét luôn. Đó, thì anh em cứ hình dung như thế này nè, là khi mà anh em ra đường á, anh em sẽ được những cái ánh mắt của những cái cô gái nhìn vào gương mặt của anh em, nhìn vào thèm thuồng và ngưỡng mộ. Thì anh em có thấy cái sự tự tin của em được tăng bao nhiêu lần lên không? Đó, thì bí mật bật mí với anh em luôn là thời gian gần đây á, tôi đang xài một cái sản phẩm tập luyện cơ hàm đến từ thương hiệu Jawliner của Đức. Thì cái sản phẩm này á, được làm từ chất liệu là food silicone, rất là an toàn cho tôi tập. Thì cái việc tập cái sản phẩm rất là dễ thôi, là mỗi ngày á, anh em lấy hai cục này ra nè,
xong rồi anh em ngâm nước nóng trước, rồi anh em bỏ vào ba cái răng ở trong phần hàm của anh em á, và anh em bắt đầu nhai. Thì tương tự như là việc anh em nhai xiên gum vậy á, nhưng mà hai cục này không phải xiên gum. Hai cục này á được thiết kế với cái lực đàn hồi cản lên hấp ngàn ngàn lần những cái viên xiên gum thông thường luôn. Cho nên anh em sẽ có cơ hội cảm nhận được cái phần cơ của anh em nó hoạt động tương tự như tập gym vậy anh em. Hiện tại á, cái bài tập mà tôi đang sử dụng là để tăng cái kích cỡ cơ hàm của tôi thêm vuông vức và nam tính hơn, để có một cái góc chính diện nhìn là gọi là chuẩn men luôn. Nếu như anh em ở đây á, đang có phần mỡ, phần mặt rất là nhiều và có nọng á, thì hãy một lần thử sử dụng sản phẩm John Liner đến từ Đức đi anh em. Anh em sẽ thấy được cái sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt của mình luôn. Nếu anh em thấy hứng thú á, thì tôi có để phần cái link website của hãng ở dưới video này. Anh em hãy tham khảo, tin tôi đi, hãy sử dụng John Liner để đạt được một cái cơ hàm gọi là thần thánh luôn anh em. Bộ phận cơ thể thứ tư đó chính là cái phần thân của anh em á. Cái phần thân của anh em là nó bao gồm phần ngực và phần cơ bụng. Không ngạc nhiên quá đúng không anh em? Thì theo một cái thống kê chỉ ra là 37% nữ giới thích cái phần thân của người nam giới. Nhưng mà tuyệt vời hơn cho anh em á, là họ không có thích những cái chàng trai mà có cái phần thân á nó quá là đô, nó quá là ít mỡ đi. Họ không có thích đâu. Cho nên là anh em khoan bị áp lực bởi chuyện đó. Phụ nữ chỉ thích một cái phần thân của người đàn ông nó gọi là nó fit thôi. Nhưng mà nếu như anh em ở đây á vẫn đang trong quá trình tập gym, vẫn chưa sở hữu được cái phần thân đầy cuốn hút thì sao? Đó chính là hãy mặc những cái chiếc áo thun màu đen như chiếc áo thun tôi đang mặc đây nè. Là anh em cần chọn những chiếc áo thun màu đen ôm sát cái phần ngực của anh em và phần cánh tay của anh em, nhưng mà nó sẽ không có ôm cái phần bụng của anh em. Vì khi anh em chọn được một cái chiếc áo tương tự chiếc áo của tôi á, thì cái phần ngực của anh em á sẽ được tôn lên, phần cánh tay, phần vai của anh em sẽ được tôn lên. Nhưng mà nếu như anh em còn tí mỡ thừa thì nó sẽ được giấu đi. Cho nên bộ phận thứ tư mà nữ giới rất là thích đó chính là cái phần thân của anh em đó nha. Bộ phận thứ năm, nãy giờ tôi biết luôn là mấy ông nghe cái bộ phận nam giới là mấy ông đang hóng cái này nè, đúng không? Ông nào ở đây ngồi nãy giờ tôi đợi đúng không? Thì đúng rồi đó, cái bộ phận thứ năm ở đây là cái đó của mấy ông đó, cái phần đàn ông nhất của mấy ông đó. Nhưng mà cái đó nó chỉ trở nên thấy được khi mà cô ấy đã là bạn gái của mấy ông rồi thôi, chứ đừng có ra đường mà đi sâu cái đó ra của mấy ông nha. Thì đúng thật là phụ nữ cũng để ý tới cái phần nam giới của tụi mình đó. Một cách để mấy ông có thể boost cái bộ phận nó lên đó chính là hãy có những cái bài tập Kegel, và anh em hãy siêng năng đi tập gym để tăng cái phần testosterone của cơ thể nam giới lên, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sự thần kỳ mà mấy ông đang ngóng trông đợi nãy giờ đó. Ok, và đó là năm cái bộ phận trên cơ thể nam giới mà người phụ nữ không thể nào từ chối được. Và video này tôi đã chỉ cho mấy ông cái điều đó rồi, và chỉ cho mấy ông cách để mấy anh nâng cái tầm những cái bộ phận nó lên nữa. Thì còn ngại gì mà không ủng hộ là channel Men's Bay một cái like. Và nếu như anh em ở đây chưa subscribe thì sao? Thì còn đợi gì nữa, hãy bấm vào nút subscribe hay là nút đăng ký kênh ở dưới cái video này. Và khi bấm rồi, anh em hãy bấm cái chuông kế bên nữa, để những cái video mà sau này tôi up á, nó sẽ thông báo tới cho anh em biết nha. Ok, và nếu như anh em nãy giờ đã coi á, hãy ghé trang chủ của John Liner để check những cái sản phẩm thần thánh mà cá nhân tôi đã sử dụng rồi. Và hãy một lần thay đổi chính cái gương mặt của mình một cách tự nhiên nhất nha anh em. Ok, mình hẹn gặp lại anh em những video khác của channel Men's Bay. Còn bây giờ thì chào mọi người.